khách đi một lần để tâm và tìm hiểu về những văn hóa cổ xưa. Chắc hẳn quý khách sẽ thích về giá trị nhân văn, văn hóa sâu sắc của những dòng sản phẩm nội thất cổ truyền. Ngày hôm nay trong video, công ty đồ gỗ Nguyễn Sơn Đông chúng tôi sẽ giúp quý khách đặt vào cái hồn trong gỗ thông qua dòng sản phẩm. Đó chính là chiếc sạp nằm được làm hoàn toàn từ nguyên liệu gỗ đỏ tự nhiên cao cấp. Bộ sản phẩm với từng đường nét đơn giản, tuy nhiên vẫn thể hiện sự tinh tế của một khối có từ nguyên liệu gỗ. Và chúng tôi xin mời các cùng chúng tôi bỏ ra một vài phút để có thể tìm hiểu về chiếc sạp nằm siêu vip đã có mức giá là 97.797 của công ty đồ gỗ Nguyễn Sơn Đông. Kính thưa quý khách, chiếc sập nằm làm từ gỗ ở đỏ ngày hôm nay trong video mới của chúng tôi là dòng sản phẩm làm từ tấm gỗ mặt lớn nguyên khối. Đây là một trong những dòng sản phẩm nội thất cao cấp hàng đầu hiện nay. Với việc tạo điểm nhấn, tạo nên sự khác biệt, tạo nên sự sang trọng và vẻ đẹp sẽ giúp căn phòng của gia đình bạn trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. Sập nằm thường được dùng làm giường ngủ với rất nhiều công dụng đặc biệt, nhưng không phải gia đình nào cũng có điều kiện để sở hữu nó. Ngày hôm nay, loại gỗ mà chúng tôi ứng dụng trên chiếc sập nằm trong video là loại gỗ gõ đỏ có giá trị vô cùng cao. Việc sử dụng loại gỗ có giá trị cao sẽ giúp cho sập nằm sử dụng càng lâu sẽ càng có giá trị. Sập được thiết kế đơn giản bằng phong cách gỗ nguyên miếng, nguyên tấm. Mẫu sập nằm gỗ đỏ siêu vip này được xem là mẫu sập nằm khá đơn giản, tuy nhiên vẫn có những đường nét vô cùng tinh tế và sang trọng. Bên cạnh đó còn được chúng tôi được chạm với những đường nét hoa văn cũng như đôi chim uyên ương trên phần dạ của chiếc sập nằm. Vốn từ lâu, đôi chim uyên ương là biểu tượng cho tình yêu trường tồn và hạnh phúc. Với đặc tính sống chung thủy, chim uyên ương đi vào trong những dòng sản phẩm nội thất sẽ giúp cho quý khách mang lại sự ấm áp, gia đình hạnh phúc. Chiếc sập nằm ngày hôm nay của chúng tôi được xem là một sản phẩm tuyệt đối từ dòng gỗ tự nhiên, đi kèm với bàn tay khéo léo của những người thợ lành nghề tại Sơn Đông đã làm nên một dòng sản phẩm cực kỳ hoàn hảo và đẹp hơn mong đợi. Sập có kích thước là dày lên đến là 10 phân, được làm hoàn toàn từ nguồn nguyên liệu gỗ đỏ tự nhiên cao cấp. Với kích thước của sập là 1m6 và 2m, phần chân là 22cm, độ dày cực kỳ dày dặn và chắc chắn. Mặt trên là mặt ghép từ 2 miếng dày 10 phân. Chúng tôi luôn lựa chọn những thân gỗ dày dặn và chắc chắn từ nguồn nguyên liệu gỗ hoa đỏ, là dòng gỗ cực kỳ tốt, gỗ có màu đỏ, phân đẹp và có giá trị phong thủy. Gỗ hoa đỏ đảm bảo tuyệt đối không hề cong vênh, mối mọt, không nứt trong quá trình sử dụng, chịu được nước, sử dụng tốt trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt và nhiệt độ thường xuyên thay đổi. Chúng tôi luôn đưa ra những mức giá tùy vào kích thước phù hợp nhằm giúp quý khách dễ dàng lựa chọn. Kính thưa quý khách, nếu bạn là người yêu nét đẹp văn hóa xưa thì việc sưu tầm những chiếc sập gỗ mang dấu ấn thời gian không có gì là lạ đối với những người yêu đồ cổ. Nếu xét về tính thẩm mỹ thì chắc chắn chiếc sập gỗ nằm ngày hôm nay chúng tôi là được xem một trong những dòng sản phẩm cực kỳ đẹp. Bên cạnh đó còn được thể hiện qua việc dùng những nguyên liệu gỗ đỏ tự nhiên cao cấp sẽ là một dấu ấn thời gian và tuổi đời muôn thọ trên dòng sản phẩm này. Hiện tại sập nằm đang có mức giá khá hấp dẫn là 97 triệu đồng. Nếu quý khách yêu thích dòng sản phẩm hoặc cần tư vấn về sản phẩm, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0914 178 145 gặp Quyên hoặc 0907 233 601 gặp Kim Ngân để được tư vấn trực tiếp. Quý khách có thể truy cập vào website noithatsongdong.com để biết được nhiều dòng sản phẩm phù hợp với gia đình mình. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn.